Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi câu cá lóc. Hôm nay mình vẫn tiếp tục câu ở cái địa điểm quen thuộc. Mọi người xem video này, nhớ cho mình xin một đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Mời mọi người theo chân mình nhé. Này, đi có một mình, nói gọi cho ông bạn mà không thấy ông đâu. Thì mình cho lên câu của mình, có khi tí ông lên trước, tí ông lên sau. Mời mọi người theo chân mình nhá. Đây, mình ngồi đây, mình ra cần. Qua trời mới mưa xong mà nước có vẻ đẹp lắm. Không biết có được không? Lấy lửa cho mát nước không? Lấy hơn. Bắn lửa đánh mát. Bây giờ này có nhiều cá mà. Cá cũng nhỏ. Không có chút nắng không cá mà. Hai người mình sẽ nhập vào người hai công được không? Hai công phải giúp. Đây, mời mọi người theo chân mình nhé. Xem kết quả hôm nay thế nào. Úi xưa. Sẽ có phun nước vào đây rồi. Đối luôn. À, ông bà rồi giờ mới vào. Giờ không vào vẫn vào. Ok, chú vào đấy đi. Đấy, có thêm ông bạn đi câu cho nó vui chứ đi một mình cũng ủi thủi. Vào đấy để bắt Hugo à? Mình chuyển vào trong ao trong.
nước cũng to rồi đấy. Mày bú bình rồi, ôi trời ơi. Quá phê luôn. Nó cắn sát bờ à? Cắn sát bờ à? Đây ông bạn mình đã bắt được một con này. Đây mọi người ơi, ông bạn mình nhân lên được một con đây. Ui to phết thầy. Đây đây. Đưa lên nhỉ. To hết rồi. Ok. Ok. Không cắn không?